Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tin tức về dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 14 tháng 11. Thông tin ca nhiễm COVID-19. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 69 ca mắc mới, bao gồm 12 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh 2 trường hợp, tỉnh Bình Dương 2 trường hợp, tỉnh Long An 1 trường hợp và thành phố Cần Thơ 2 trường hợp. 44 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung, gồm huyện Châu Thành 21 trường hợp, huyện Châu Thành A 3 trường hợp, huyện Long Mỹ 2 trường hợp, thành phố Ngã Bảy 5 trường hợp, huyện Phụng Hiệp 6 trường hợp và thị xã Long Mỹ 2 trường hợp, huyện Long Vị Thủy 5 trường hợp. 13 trường hợp là ca mắc cộng đồng mới ghi nhận, gồm huyện Châu Thành 4 trường hợp, huyện Châu Thành A 1 trường hợp, huyện Long Mỹ 1 trường hợp, thành phố Ngã Bảy 1 trường hợp, thị xã Long Mỹ 3 trường hợp và thành phố Vị Thanh 3 trường hợp. Trước đó, từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 đến 6 giờ ngày 14 tháng 11, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 70 ca mắc mới, bao gồm 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung, huyện Châu Thành 11 ca, huyện Châu Thành A 18 ca, thành phố Ngã Bảy 7 ca, huyện Vị Thủy 7 ca. 27 trường hợp là ca mắc cộng đồng mới ghi nhận, huyện Châu Thành 5 ca, thành phố Vị Thanh 11 ca, huyện Vị Thủy 11 ca. Như vậy, cộng dồn từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 đến 18 giờ ngày 14 tháng 11 ghi nhận 139 ca mắc mới. Tính từ đầu đợt dịch từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 2.602 ca mắc đã được Bộ Y tế công bố, 2.132 ca. Trong đó có 1 ca mắc là người về từ Campuchia, 841 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh, 731 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 1.004 ca mắc cộng đồng và 25 ca mắc không trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tình hình điều trị bệnh COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày 106 ca, tổng số ca điều trị khỏi từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại 1.478 ca, tử vong tại tỉnh 6 ca, số ca chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca, 2 ca đã điều trị khỏi. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 1.115 ca, trong đó điều trị tại trung tâm ICU Bệnh viện Phổi tỉnh 39 ca, Bệnh viện Dã chiến Vị Thủy cơ sở 1 210 ca, Bệnh viện Dã chiến Vị Thủy cơ sở 2 Trung đoàn 114 202 ca, Bệnh viện Dã chiến Châu Thành A cơ sở 2 226 ca, Bệnh viện Dã chiến Phụng Hiệp cơ sở 3 233 ca, Bệnh viện Dã chiến tại trường cao đẳng cộng đồng 204 ca, Bệnh viện Dã chiến Công an tỉnh cơ sở 1 ca. Tình hình giám sát phòng chống dịch COVID-19. Số người đang được cách ly tập trung 3.039 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 2.940 người, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 5.560 người. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 14 tháng 11 là 479 người, giảm 79 người so với ngày 13 tháng 11. Đã cách ly tập trung 10 người, cách ly tại nhà 52 người, thực hiện khai báo y tế 417 người. Tình hình xét nghiệm COVID-19. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày là 901 mẫu, trong đó test kháng nguyên 76 mẫu, ATPCR 825 mẫu. Tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Đến cuối ngày 14 tháng 11 đã tiêm được 663.504 liều, 509.000
580 người trên 536.163 người, đạt tỷ lệ 95,04%, trong đó 153.924 người đã tiêm 2 mũi, 355.656 người mới tiêm mũi 1. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Tính đến cuối ngày 12 tháng 11, đã tiêm được 70.270 liều trên 70.423 liều vaccine đã nhận, đạt 99,78%. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vaccine đã tiêm là 733.774 liều, 579.850 người, trong đó 153.924 người đã tiêm đủ 2 mũi, 425.926 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 95,59% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Cần Thơ thêm 342 ca nhiễm, các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận F0 mới chích đầu. Trong ngày 14 tháng 11, Cần Thơ có thêm 342 ca nhiễm COVID-19, các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận số F0 mới rất cao. Một số tỉnh trước đây chỉ dài chục ca thì hôm nay cũng ghi nhận hơn trăm ca mới. Ngày 14 tháng 11, thành phố Cần Thơ có thêm 342 ca nhiễm COVID-19, gồm 159 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 98 ca trong khu vùng tỏa và 85 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Thêm 153 ca được điều trị khỏi và 2 ca tử vong. Tính chung từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ đã có 12.515 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 7.758 ca, 129 ca tử vong. Hiện thành phố đang điều trị 2.924 ca trên 3.100 giường trong khả năng điều trị của thành phố, trong đó số người đang điều trị ở tầng 1 là 1.977 ca, dân số giường trong khả năng là 127, 855 ca ở tầng 2 và 92 ca ở tầng 3. Trong số các bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị có 50 người thở oxy qua mặt nạ, 13 người thở HFNC, 10 người thở máy không xâm lấn và 13 người thở máy xâm lấn. Cạnh đó, thành phố đã tiêm được hơn 1,25 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ người dân toàn thành phố được tiêm vaccine đạt 72,8%, tính theo dân số từ 18 tuổi trở lên là 95,7%. Ngày 14 tháng 11, có 8.176 ca mắc mới COVID-19. Các tỉnh An Giang, Bình Thuận và Đắk Lắk tăng số mắc. Bản tin dịch COVID-19 ngày 14 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết có 8.176 ca mắc mới COVID-19 tại 52 tỉnh thành. Các tỉnh An Giang, Bình Thuận và Đắk Lắk tăng số mắc. Trong ngày có 5.257 ca khỏi, 64 trường hợp tử vong. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 11 đến 16 giờ ngày 14 tháng 11 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước, giảm 288 ca so với ngày trước đó. Tại 52 tỉnh thành phố có 3.705 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: thành phố Hồ Chí Minh 985, An Giang 695, Đồng Nai 674, Bình Dương 623, Đồng Tháp 382, Bình Thuận 369, Tây Ninh 332, Sóc Trăng 299, Vĩnh Long 288, Tiền Giang 274, Kiên Giang 274, Bạc Liêu 273, Cà Mau 243, Đắk Lắk 228, Kết quả 209, Bà Rịa, Vũng Tàu 204, Bình Phước 184, Cần Thơ 146, Thái Bình 134, Trà Vinh 134, Bến Tre 98, Long An 95, Thừa Thiên Huế 93, Hà Nội 88, Hậu Giang 69, Hà Giang 56, Đắk Nông 52, Thanh Hóa 47, Phú Thọ 46, Nghệ An 44, Quảng Nam 43, Bắc Giang 41, Quảng Ngãi 39, Ninh Thuận 37, Quảng Ninh 37, Nam Định 36, Gia Lai 36, Quảng Trị 35, Bắc Ninh 32, Bình Định 30, Quảng Bình 29, Tuyên Quang 27, Hà Nam 21, Điện Biên 20, Đà Nẵng 18, Phú Yên 16, Lạng Sơn 9, Ninh Bình 9, Thái Nguyên 4, Cao Bằng 3, Yên Bái 2, Hà Tĩnh 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh âm 261, thành phố Hồ Chí Minh âm 255, Bình Định âm 96. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: An Giang cộng 148, Bình Thuận cộng 104, Đắk Lắk cộng 102. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 8.248 ca trên ngày. Điều đồ số ca mắc mới COVID-19 ở nước ta đến tối ngày 14 tháng 11. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.026.522 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người
60.494 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 447.428, Bình Dương 243.497, Đồng Nai 78.073, Long An 36.536, Tiền Giang 20.780. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.257. Tổng số ca được điều trị khỏi 863.311. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.947 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.765, thở oxy dòng cao HFNC 726, thở máy không xâm lấn 110, thở máy xâm lấn 333, ECMO 13. 3. Số bệnh nhân tử vong. Từ 17:30 ngày 13 tháng 11 đến 17:30 ngày 14 tháng 11 ghi nhận 64 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 22, Kiên Giang 8, An Giang 6, Bình Dương 5, Tiền Giang 5, Tây Ninh 4, Bình Thuận 2, Cần Thơ 2, Bạc Liêu 2, Ninh Thuận 2, Hà Nội 1, Hà Giang 1, Đắk Lắk 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 79 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.182 ca, chiếm tỷ lệ 22% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 40. Cảm ơn bà con đã theo dõi video, nhờ bà con chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ để miền Tây Hậu Giang tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các địa bàn khu vực lân cận. Vâng, cảm ơn bà con rất nhiều, hẹn gặp lại bà con mình trong những cái video tiếp theo trên kênh miền Tây Hậu Giang.